tôi. Ngờ theo tháng năm phai đi nhưng chưa một lần cuộc sống tôi bình yên, cuộc sống tôi bình yên và tôi chỉ muốn hóa điên. Lời nguyện nào đã theo tôi suốt cuộc đời, đôi tay vẫy tanh mùi máu chẳng thể rửa gôi. Trôi ra như ngày nào mình đừng lạc lối tối tăm. Lời nguyện nào cứ như muôi giáo xuyên vào, đừng tầm chẳng khẽ một giây thành hơi như ai. Là quá khứ đã sai, là nghiệp đời tôi đã vậy. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để xóa hết quá khứ những tháng năm lỗi lầm, thật tâm sám hối trước những nỗi đau trần gian, nơi dấu chân của tôi làm cho nát tan. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai đi đâu? Để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đâu? Tại sao lại ra ngoài? Bộ anh giận em hả? Không không, anh đâu có giận em đâu. Em đối xử với anh tốt như vậy mà, làm sao mà anh giận em được? Anh chỉ sợ một điều là anh không muốn tổn hại tới danh tiếng và danh dự của ba em được. Không có sao đâu, bà của em thoáng lắm. Còn nếu như mà anh sợ thì mình biến cái chuyện này từ tình giả thành tình thật luôn đi. Tình giả thành thật hả? Là sao? Thì là từ giả thành thật á, anh chịu không? Kỳ Phước, thấy chưa, mình đoán không sai mà. Bích Hà bắt đầu tấn công Kỳ Phương rồi đây. Ủa Lan Trinh, tự nhiên em kêu anh rồi đứng hình luôn không nói gì hết trơn vậy? Em thấy anh thức khuya làm việc cho nên mang sữa cho anh nè. Cái gì? Em đem sữa cho anh hả? Em biết nào giờ anh có uống sữa đâu. Tự nhiên bữa nay em đem sữa cho anh, sao lạ vậy? Nè, nói gì đi. Là tổng biên kêu em làm vậy đó. Tổng biên nói là ráng chăm sóc cho Kỳ Phương của tổng biên, cho nên là anh uống sữa đi. Vậy hả? Bài phóng sự đúng không? Để em viết cho. Cái gì? Em viết? Đúng rồi. Tổng biên nói là văn phòng của em với anh giống nhau, chắc là tại mình thân nhau, mình gần nhau, mình hiểu nhau cho nên giống nhau đó. Giống như hồi nào? Đúng rồi, anh nhớ buổi họp tổng biên có nói. Hình như hai người có vẻ bận rộn quá ha, chắc em phải đi về phòng ngủ thôi. Đúng rồi đó, em về ngủ sớm đi cho đẹp da, tụi chuyện thức khuya với nhau quen rồi. Em thức khuya hoài mà da em vẫn đẹp đó thôi. Tại vì em ăn trái cây nhiều mà. Anh Kỳ Phương, đây là trái cây mà em làm đặc biệt riêng cho anh thôi, em không muốn người khác ăn cùng. Kỳ Phương, anh ăn một miếng nữa đi. Em gọt cho anh đó. Em về phòng ngủ nha. Anh uống đi. Cái gì? Uống sữa thiệt á hả? Thôi, ăn ngổi, uống sữa, dễ đau bụng lắm á. Em lỡ làm rồi mà. Uống đi.
chào cậu. Là Mai Trâm kêu chị đến hả? Dạ, cô Mai Trâm nói ở đây có bệnh nhân cần chăm sóc nên tôi đến ạ. Nói vậy là Mai Trâm không đến nữa rồi. Dạ, cậu yên tâm, tôi là hộ lý của trạm xá, cũng có ăn học đàng hoàng nên rất là biết cách chăm sóc bệnh nhân. Nếu như cậu không tin đó, có thể thử việc tôi một tuần, tôi tên là Mỹ Liên. Không cần thử, tôi thuê chị. Trả Mai Trâm bao nhiêu tiền thì chị y vậy. Dạ, được vậy, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Bây giờ tôi đẩy cậu ra qua viên phơi nắng nha. Sau đó mình vào tập vật lý trị liệu khoảng 30 phút. Tất cả lịch trình chăm sóc của cậu, cô Mai Trâm đều đã ghi lại cho tôi, cho nên cậu không cần nhắc đâu. Ai mượn? Ai cho cô ấy có cái quyền quyết định lịch trình của tôi chứ? Đem tất cả lịch trình đó đốt đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi biểu cái gì thì làm cái đó. Dạ biết. Dạ bây giờ tôi phải làm gì nếu như cậu không đi phơi nắng à? Tôi muốn được yên. Chị ra ngoài đi. Dạ. Mai Trâm ơi là Mai Trâm, bình thường cô lì lợm lắm mà, sao hôm nay mới nói có mấy câu đã im lặng không tới luôn, còn cho người khác tới nữa chứ. Mà mình cũng kỳ lạ thiệt, đuổi người ta đi, người ta đi rồi cớ gì bực bội chứ. Không phải là mày đã từng muốn như vậy bao nhiêu lần rồi sao? Thiệt tình. Thôi ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Tìm đường về rừng nghe chưa? Người bị điên rồi hả? Anh là người tốt mà con thích anh lắm á. Hình như là Lan Trinh với Bích Hà cũng thích anh nữa. Mà cũng phải thôi, một người tốt như anh ai mà không thích chứ. Hồi nãy á, Lan Trinh thì pha sữa, Bích Hà thì đem trái cây cho anh, mà con cũng muốn làm gì cho anh nữa mà không biết làm gì hết á. Thậm chí anh còn chưa nhìn thấy mặt ma con nữa. Bây giờ phải làm sao đây ta? Làm sao cho anh biết là ma con thích anh? Làm sao cho anh biết là đêm nào ma con cũng có mặt trong phòng của anh hết á? Biết làm sao đây ta? Rồi.
chiều mới về. Nhìn thần sắc công chủ có vẻ tươi tốt quá. Nhà có chuyện gì không? Ờ, dạ không. Vô trong nhà đi. Dạ. Tình hình thu mua sao rồi? Dạ, có chút rắc rối. Rắc rối là sao? Những thứ ông chủ cần, đám sơn dân vẫn chưa săn được. Cái gì? Đến bây giờ vẫn chưa săn được là sao? Tại vì thú rừng ngày càng khan hiếm, nhất là hổ báo, cho nên tăng thêm tiền, bảo bọn chúng đi sâu vào rừng mà săn. Sắp tới ngày sinh nhật của tao rồi, không thể nào mà không có những thứ đó. Dạ. Còn khỉ đã săn được chưa? Ờ, vậy vẫn chưa. Vô dụng gì vừa thôi chứ. Có một con khỉ thôi mà tìm không ra nữa là sao? Ông chủ bớt giận. Ờ, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà đám sơn dân nói dạo này trong rừng xuất hiện ma quỷ gì đó. Họ nói là ma quỷ bảo vệ thú rừng, cho nên khó đi săn lắm ông chủ. Nhảm nhí. Săn không được thú rừng thì đổ thừa vậy thôi. Tao nghĩ mày nên ra tay một chuyến đi, dẫn theo những thằng giỏi nhất mà săn. Nhưng mà ông chủ nói giữ lại tôi để làm chuyện lớn, không thể lộ mặt mà. Sinh nhật của tao không phải là chuyện lớn hả? Ờ, dạ, tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Biết rồi thì tự lo liệu đi. Không có những thứ tao cần thì mày biết hậu quả rồi đó. Dạ, tôi đi chuẩn bị đây. Còn cái dĩa trái cây mang vào phòng của anh Kỳ Phương. Bích Hà đúng là có tình ý giảnh thiệt luôn. Không được, công trình mình vất vả suy nghĩ nghĩ ra cách, bỏ cái thành phố tráng lệ xa qua, lặn lội trèo đèo lội suối cùng anh đến chốn rừng thiên nước độc này. Sao giờ để mất ảnh về tay người khác được? Không, mình phải bám dính lại ảnh một bước không rồi, không cho Bích Hà đó có cơ hội được. Kỳ Phương. Anh Kỳ Phương ơi. Anh Kỳ Phương. Anh dậy chưa? Kỳ Phương. Mới sáng sớm thôi đã tới gõ cửa phòng anh Kỳ Phương rồi, chắc là có chuyện gì gấp lắm đây. Anh Kỳ Phương. Kỳ Phương. Ủa? Bích Hà. Sao mà mới sáng sớm đã tới tìm Kỳ Phương rồi vậy? Xem ra chị Lan Trinh muốn cạnh tranh công khai với mình rồi đây. Nhưng mà em không ngán chị đâu nha. Sao chị hỏi không trả lời? Sao chị hỏi không trả lời? À, đâu có gì đâu. Tại vì em có vài cái nhân chứng muốn nói với anh Kỳ Phương, cho nên là định rủ anh ra quán cà phê thôi. Còn chị thì gặp Kỳ Phương có công chuyện. Tổng biên mới gọi, tổng biên giận lắm. Tại vì Kỳ Phương đồ bài trễ á, cho nên là chị nghĩ chắc Kỳ Phương không cà phê với em được rồi. Em thấy có sao đâu, đi cà phê xong rồi về làm bài, nộp trễ, lỡ trễ rồi trễ luôn. Thì để Kỳ Phương quyết định đi ha. Anh Kỳ Phương ơi. Kỳ Phương. Anh Kỳ Phương. Kỳ Phương, dậy đi. Em vô dọn phòng cho anh nha. Anh Kỳ Phương ơi. Anh Kỳ Phương. Ai ơi? Anh Kỳ Phương ơi. Anh Kỳ Phương. Anh dậy rồi hả? Ủa, Bích Hà. Lan Trinh. Hai người kiếm tôi có chuyện gì không? Em muốn rủ anh cà phê. Em muốn gặp anh bàn công chuyện. Người cà phê. Người gặp muốn bàn công chuyện đúng không? Vậy là không có chuyện gì quan trọng hết. Vậy mà gọi cứ anh rầm rầm làm hết hồn à. Thôi bây giờ hai người cho anh xin 5 phút. À mà không, 10 phút đi.
Để anh vệ sinh cá nhân xong xuôi đàng hoàng rồi anh ra tiếp hai người, với một cái bộ dạng đàng hoàng nghiêm túc hơn. Chứ bây giờ nhìn anh luộm thuộm mệt mỏi lắm. Nha, cho anh xin 10 phút thôi. Thôi, có gì đâu mà phải ngại. Biết sao không, ảnh khách sáo với Cương thôi, chứ chị và ảnh vô phòng bàn công chuyện suốt à. Thân nhau quá rồi cho nên không sao đâu ha. Ủa, em có làm gì đâu mà ảnh ngại với em. Em có ý kiến vậy nè, bây giờ là anh Kiệt Phương sẽ vô trong đó vệ sinh, còn em sẽ về trong đó dọn phòng cho ảnh. À không, nhưng mà phòng anh em dọn phòng anh cũng không có con trai, anh mới ngủ dậy nên nó còn bừa bộn lắm. Thôi có sao đâu, có gì đâu mà phải ngại. Em vô em chờ được. À, nhưng mà em bây giờ được mà, để em dọn cho. Chị cũng dọn được mà. Nhưng mà phòng bừa bộn lắm. Phòng anh. Thôi được rồi, để em dọn cho. Bừa bộn em lắm. Cũng biết dọn. Em dọn được mà, để em dọn cho. Thôi thôi, anh tự làm được mà. Anh tự làm. Gì vậy? Ê, ê, trời ơi. Anh đã nói rồi mà, phòng anh bừa bộn lắm mà. Sao xấu hổ thiệt á. Anh thề đó, anh không có làm cái chuyện đó đâu. Thiệt không đó? Nè, em quen anh bao lâu rồi, tính cách của anh như thế nào á, em là người hiểu rõ nhất. Không lẽ anh đi làm cái chuyện biến thái như vậy? Nhưng mà cái đó là phòng riêng của anh, đồ cá nhân của anh, quần áo của anh không làm ai làm, ngộ quá. Nhưng anh... Em biết ai làm rồi. Ai làm? Là con ma xó của thầy Mo. Con ma xó hả? Ừ, tại vì lúc nhỏ nó hay giấu đồ chơi của em lắm, cho nên là em mét thầy Mo. Vậy là từ sau đó không có bị nữa. Em chắc chắn luôn, nó là thủ phạm. Kỳ Phương, vậy là con ma ngồi xích đu hôm bữa, em kể cho anh nghe mà anh không tin đó. Là con ma xó hả? Ừ, chứ còn ai nữa. Trời ơi, thì ghê quá đi. Thôi, hai cô bớt diễn kịch lại giùm tôi một cái đi. Gì vậy? Tự nhiên nói tụi em diễn kịch gì ở đây? Ừ. Nè, hai người tính mang cái chuyện ma cỏ ra để hù dọa anh chứ gì. Anh không có sợ đâu. Ủa, không có nha. Em không có giỡn mấy vụ này nè, đâu đó. Em cũng không làm á. Đêm hôm qua, một người pha sữa, một người gọt trái cây. Anh đoán là nhiều khi một trong hai người đã bỏ thuốc ngủ vô sữa của anh, đợi anh ngủ say rồi bày ra cái trò này hù dọa anh, đúng không? Anh Kỳ Phương, em không có nha. Em cũng không có đó. Thôi nè, sau này mà muốn hù dọa anh á thì nghĩ ra cái chuyện gì đó nó ghê rợn hơn nha. Còn cái chuyện này nó vẫn chưa đủ đô đâu. À, anh Kỳ Phương. Kỳ Phương. Kỳ Phương. Anh Kỳ Phương. Em làm phải không? Chị nghĩ sao vậy? Toàn là đồ lót của ảnh không à, không lẽ em đụng vô? Ờ, thì cũng đúng. Em ghi chị á? Không. Chứ ai? Thì con ma gì đó mà xó em nói đó. Vậy là anh Kỳ Phương không tin mình làm những chuyện đó. Buồn thiệt chứ. Con xin lỗi thầy, chị đã để thầy phải chờ. Không sao, tại ta tới sớm thôi. Có chuyện gì mà thầy kêu con tới gấp vậy thầy? Mai Trâm, con có thể giữ được bí mật không? Ý của thầy là... Ta có một bí mật muốn tiết lộ với con, nhưng con phải hứa với ta là phải giấu kín chuyện này. Dạ. Có phải từ trước tới nay con vẫn luôn thắc mắc về cha mẹ của mình? Dạ đúng. Nhưng có nhiều lần con hỏi cô Hone mà cô ấy không trả lời. Con vẫn thắc mắc về những chiếc bài vị trên bàn thờ, và chuyện mỗi lần ta đem đồ cúng tới đều bị cô Hone quăng ra được. Có đúng không? Dạ. Tất cả những điều đó đều nằm trong đây. Nhưng con phải hứa và thề với ta là sẽ không mở nó ra khi ta còn ở đây. Ờ, vậy khi nào con mới được mở hả thầy?
khi nào mà ta đã đi xa? Thật sự rất xa. Đi xa? Đi xa mà đi đâu? Ta còn chưa biết ta sẽ đi đâu, và cũng thật sự không muốn đi. Ta chỉ nói phòng khi bất đắc dĩ thôi. Con có chịu hứa với ta không? Dạ, con xin hứa. Con sẽ không mở ra cho tới khi nào ta không còn ở đây nữa. Dạ. Thoạt đầu ta muốn bắt con thề trước thần linh, nhưng thôi, ta không bắt con thề, ta tin con. Thầy nói những lời khó hiểu quá. Thầy đừng làm con sợ. Con không cần phải sợ, luôn có thần linh ở trên cao che chở và bảo vệ cho con. Ta đi đây. Thầy đi đâu vậy thầy? Thầy, tại sao có hai thằng bay vậy? Tâm Nam Khanh đâu? Tâm Nam Khanh, em hẹn nó ngoài bề rừng á. Mình chỉ đem đủ vũ khí theo thôi à. Nè, ông chủ đỡ có lệnh, lần này là không được về tay không, nghe chưa? Dạ em biết rồi. Nuôi ông 3 năm sử dụng có 1 giờ à. Tụi em á không làm anh mất mặt với ông chủ đâu. Anh mà anh đừng có lo chuyện đó. Được, nghe tao dặn lại một lần nữa, đừng để ai biết mặt tụi bay. Với lại, Kiểm Lâm mà có lỡ bắt được thì nhớ nói tụi mình á là thời gian hạn soạn thôi, hiểu không? Anh khỏi nói, cái bài học dở lòng này á tụi em đã hiểu hết rồi. Anh khỏi nói nữa nha. Tụi em thuộc hết rồi anh. Tốt, cái miệng tụi bay á ông chủ đã mua rồi, mở miệng ra nói tầm bậy tầm bạ đi, biết thân phận tụi bay rồi đó. Dạ dạ, em hiểu rồi. Đi. Mấy người này lại tính vô rừng bắt thú đem về giết nữa rồi. Không được, mình phải vô nói cho chú quỷ biết. Hôm nay con có nghe lời ba theo sát Kỳ Phương không? Dạ có, lúc nào con cũng theo sát ảnh, giống như là kẹo cao su vậy. Nhất cử nhất động của ảnh con đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bà cứ yên tâm đi. Yên tâm cái gì? Con thực sự đưa hổ về nhà đó. Con xin lỗi ba, nhưng mà nếu như sự có mặt của anh Kỳ Phương trong nhà này như là sự nguy hiểm của một quả bom nổ chậm, vậy thì tại sao ba không cho con đuổi kế anh Kỳ Phương về Sài Gòn? Vì Kỳ Phương không phải là kẻ bình thường. Ba đã đọc qua tất cả những bài báo mà con lưu trữ. Qua văn phong của nó, ba biết được nó là một người rất thông minh, có lý tưởng và đặc biệt là rất kiên trì. Ba của con rất có tầm nhìn. Anh Kỳ Phương đúng là một người rất đặc biệt. Con đã lỡ đưa hổ vào nhà rồi, không thể nào đuổi ra được đâu. Kỳ Phương đã có ý nghi ngờ, đuổi hắn chẳng khác nào lấy ông tổ ở bụi này. Ba nghĩ anh Kỳ Phương đã nghi ngờ rồi sao? Nó là phóng viên, dĩ nhiên là rất tinh ý. Chuyện lão già A Quan bị gấu tác bất tỉnh hôm trước, con nghĩ nó không thấy nghi ngờ sao? Lỗi tại con thiệt là sơ suất mà. Con đúng là sơ suất khi không hỏi ý kiến của ba mà cho Kỳ Phương vào nhà. Nhưng mà thôi, lỡ rồi, trách móc cũng không giải quyết được chuyện gì. Với lại, không phải con gái của ba cũng thích anh chàng này sao? Ba, để tránh bị hổ cắn chỉ có một cách, là thu phục nó. Con nên nhanh chóng biến nó thành con rể của nhà mình, để cho ba sai khiến. Một người thông minh tháo giác như nó nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Ba yên tâm đi, nhất định là con sẽ đem về cho ba một chàng rể tốt. Thank you.
Tụi bay nghe tao dặn nè, đây là tiệc sinh nhật quan trọng của ông chủ, cho nên ông chủ muốn tiếp đãi bạn bè hoành tráng. Tụi bay làm sao săn được thú quý hiếm càng nhiều càng tốt, để cho ông chủ nở mặt nở mày. Khi mà ông chủ đã vui rồi thì tụi bay sẽ được thưởng hậu hĩnh, nghe chưa? Dạ. Dạ. Được rồi, chia nhau đi săn đi. Mày theo tao. Mày đi theo tao. Chia ra. Ăn cơm rồi, tôi đẩy cậu xuống ăn nha. Tôi không ăn. Cậu ơi, nhưng mà tới giờ uống thuốc rồi, cậu không ăn sao mà uống? Thì mà kệ tôi. Chị không cần lo lắng, đi ra khỏi phòng tôi đi. Cậu ơi, ráng ăn đi mà. Đi ra ngoài, cút hết cho tôi. Mặc kệ tôi. Đông Quân, sao mà anh nóng quá vậy? Đừng có vậy nữa được không? Đi vô phòng tôi có chuyện gì không? Dạ có. Vô trả gối nè. Anh có biết là anh đã giam mình trong phòng mấy ngày được không vậy? Em biết, cho dù sức khỏe thể chất của anh có tốt đi chăng nữa, nhưng mà sức khỏe tinh thần của anh cũng không chịu nổi đâu. Đi ra giường cho thoáng nha. Là Mai Trâm nhờ cô nói vậy hả? Không phải Mai Trâm. Cô ấy cũng không thèm hỏi han tôi. Mà đúng rồi, cần gì phải quan tâm một người như tôi chứ. Đông Quân, anh đừng có nghĩ như vậy. Mấy hôm nay em đâu có gặp Trâm đâu, nên em cũng không biết tình hình sao nữa. Đi ra giường cho thoáng nha. Thôi mà, em để anh đi. Lan Trinh. Đi. Công nhận hoa viên nhà anh vừa rộng lại vừa đẹp nữa hả? Nhưng chẳng có chút sinh khí nào. Mọi thứ ở đây đều lạnh lùng vô cảm. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hey, ngắm cảnh còn tùy thuộc vào tâm trạng của mình nữa. Mặc dù không gian ở đây có ảm đạm thiệt, nhưng mà anh nhìn nhà Đông Quân, cành hoa này không phải là nó đầy sức sống hay sao? Màu nè, màu khác nè. Xem ra cô cũng lãng mạn và có tinh thần lạc quan. Em tưởng mơ trở thành nhà văn mà, sao lại không lãng mạn được? Chỉ là em không lãng mạn nổi thôi. Cô từng mơ thành nhà văn? Không chỉ em mơ ước suông đâu nha, tới bây giờ em vẫn còn ấp ủ giấc mơ đó đó. Một ngày nào đó khi mà đủ cảm xúc em sẽ viết. Nếu để ước mơ thành nhà văn thì tại sao lại thi vào trường y? Trường y? Hồi nào? Chứ không phải cô học chung với Bích Hà sao? Em có một bí mật
Nhưng anh Đông Quân đừng nói với ai nha. Tôi không thích cất giữ bí mật của người khác, cho nên tôi không muốn nghe. Thực ra cái đó không phải là bí mật gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là em với anh Kỳ Phương đang nói dối mọi người. Thực ra em với ảnh không có học chung với Bích Hà. Kỳ Phương lại càng không phải là người yêu của em gái anh đâu. Vậy là sao? Tụi em là phóng viên báo môi trường. Vì hiếu kỳ câu chuyện lời nguyền lúc nửa đêm, cho nên tới đây tìm hiểu đó. Không ngờ ngay lúc Bích Hà bị rơi xuống đất mà ra tay cứu kịp thời đó. Cô có nghĩ tới hậu quả khi kể tôi nghe bí mật này không? Ba tôi nhất định sẽ đuổi hai người ra khỏi nhà, không một lời giải thích. Em cũng có nghĩ tới, nhưng mà em không sợ. Không sợ? Tại vì em tin anh Đông Quân sẽ không bao giờ bán đứng tụi em đâu ha. Tin tôi? Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Tại vì em nghĩ anh cũng giống như tụi em thôi. Anh cũng rất muốn biết sự thật về lời nguyền lúc không giờ mà. Sự thật thì cô và Kỳ Phương đã tìm được những gì rồi? Trước mắt đó, tụi em chỉ tìm được những manh mối rời rạc thôi. Nhưng mà tụi em đang tìm cách để sâu kết nó lại. Và em nghĩ là sẽ dễ dàng hơn nếu được anh Đông Quân giúp một tay. Tôi? Nguyên cái bản tình này ai cũng biết là gia đình anh bị ám bởi lời nguyền khủng khiếp đó. Nhưng mà lời nguyền này của ai và câu chuyện lời nguyền đó như thế nào thì không ai biết hết. Tôi cũng chỉ mới biết sự thật qua cái chết của anh hai thôi. Thường thì để mở nút thì phải tìm người thắt nút. Lời nguyền lên ứng trên những con người sống tại căn biệt thự này, cho nên chỉ có anh và những người sống trong căn biệt thự này mới có thể tìm ra câu trả lời đó. Nói cho ta nghe, có phải con đem bí mật của thần linh trao cho Quân Bảo không? Ông trả lời cho ta biết, có phải không? Dạ phải. Con dâm! Con cũng không dám. Nhưng lời nguyện để linh ứng, mọi chuyện cũng đã kết thúc đi thôi. Đã 30 năm rồi mà. Con không muốn câu chuyện năm xưa phải lặp lại một lần nữa. Con không muốn những người thân yêu của con lại phải chết những cái chết thảm khốc và bị thương. Con thật là ngu ngốc. Tại sao lấy sinh mạng của những người mình thân yêu ra thề với Quân Báo vậy? Nó là ác thú, là ác quỷ chứ không phải con người. Con biết. Nhưng lúc đó nếu con không thề, hắn sẽ ném mày chầm xuống dưới đất. Ông cũng biết Quân Báo độc ác như thế nào mà.
hắn không hù dọa xuống, cho nên buộc lòng con phải thề độc. Nếu đã vậy thì con hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Đem bí mật của thần linh bán rẻ cho hắn hay sao? Ông định lòng nhìn hắn dẫm nát lên nơi an nghỉ của linh thần hay sao ông? Dĩ nhiên là ta rất đau lòng, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, thần linh trên cao sẽ không trách con đâu. Còn quân bảo, hắn gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Ông ơi, ông ơi, quân bảo, rồi mày sẽ phải trả giá. Thần linh nhất định sẽ trừng phạt mày, nhất định sẽ trừng phạt mày. Vào đi. Ông chủ, bọn đầu bếp đã tới rồi. Tôi có đưa bếp trưởng tới đây để gặp ông chủ. Cho hắn vào đây. Dạ. Mời vào. Dạ chào ông chủ. Những món mà tôi yêu cầu, cậu có nấu được không? Dạ ông chủ cứ yên tâm, chúng tôi là những đầu bếp chuyên nấu cho các nhà hàng lớn. Việc ông chủ yêu cầu đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu làm tốt công việc, các người sẽ được thưởng hậu hĩnh. Dạ. Nè Mạnh, sắp xếp phòng cho họ ở, nhớ không được để xảy ra bất trắc gì đó. Dạ tôi biết rồi. Mời. Dạ Mạnh. Dạ ông chủ. Chuyện đầu bếp đã xong, còn nguyên liệu thì sao? Đã chuẩn bị hết chưa? Dạ. Tao hỏi là chuẩn bị đủ chưa? Dạ chưa. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Dạ không ông chủ. Tôi không có ý giỡn mặt với ông chủ. Chỉ là bây giờ trong rừng không còn yên ổn như trước, cho nên đám sơn dân nó sợ, không dám đi săn thú nữa. Trong rừng mà làm sao không yên ổn? Có chuyện gì mà phải sợ? Dạ thưa ông chủ, trong rừng xuất hiện một con quỷ. Con quỷ? Dạ đúng vậy. Dạ con quỷ này nó hung dữ ghê tợn lắm. Nó không cho sơn dân săn bắt thú rừng nữa ông chủ. Nhảm nhí. Không có giảm nhí đâu ông chủ. Tuy là tôi chưa thấy, nhưng mà đám sơn dân kể con quỷ này thường đánh động cho các thú rừng chạy đi. Còn nữa, khi họ bẫy được thú rồi, vậy mà còn bị con quỷ này phá chuồng, tháo bẫy, thả hết đám thú ra. Mày nói thật chứ? Dạ thật. Con quỷ này theo mô tả của đám sơn dân, nó rất khủng khiếp. Đám sơn dân sợ nó lắm. Ông chủ à, cần giải quyết nhanh chuyện này. Nếu mà không giải quyết, e là đám sơn dân sợ, thì sau này sẽ không có người vào rừng săn thú cho mình nữa. Được rồi, tao tự có cách giải quyết, không cần mày nhắc nhở đâu. Dạ, thôi tôi đi làm việc đây. Hôm trước mình thấy Bích Hà bấm bấm quẹt quẹt như vậy nè, mà sao bây giờ mình làm không được? Vậy nè, xong rồi có tiếng nhạc hay lắm mà ta, sao không được? Hát đi, hát đi mà. Nè, hát đi, hát đi, hát cho ba con nghe đi mà. Nhanh lên. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, vô trong quan tài phải đậy nắp lại, lỡ như người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây hả? Ai mà dám vô nhà của ông chứ. Mà có người vô á là mà con biết liền à. Mà con nghe tiếng người ta đi từ xa 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 kia kìa. Tại sao ngươi chưa chịu ngủ? Tại mà con còn bận suy nghĩ.
Ngươi mà cũng biết suy nghĩ nữa hả? Biết chứ. Nè, lão đừng có xem thường ma con nha. Tuy là ma nhưng mà ma con vẫn biết suy nghĩ chứ bộ. Dạo này á, ma con bận suy nghĩ nhiều thứ lắm á. Ngươi suy nghĩ chuyện gì? Ma con suy... Mà thôi, chuyện này á, ma con không nói cho ông biết đâu. Ma con để dành chuyện này á, kể cho dì Hơ Lan với lại chú quỷ nghe sướng hơn. Chú quỷ? Ta nghe người nhắc đến chú quỷ mấy lần rồi. Chú quỷ của người là ai vậy? Là chú quỷ chứ là ai nữa. Ông là thầy mo mà ông không biết chú quỷ là ai hả? Ngươi gặp hắn ở đâu? Chuyện này á, mà con không nói cho ông biết đâu. Mà con đi gặp dì Hơ Lan đây. Mà con, mà con, hôm nay nhà lớn đông người lắm, ngươi nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ, mà con biết rồi. Chú quỷ là ai? Hình như hôm nay ta đã nghe từ quỷ này không dưới 2 lần rồi. Mai Trâm, đi về. Không, con không về. Con không thể để anh Đông Quân ở lại đây một mình được. Cô đi ơi, về. Con phải đưa anh về. Đi về. Cô ơi, Mai Trâm, đi về. Mai Trâm, Mai Trâm, Mai Trâm, Mai Trâm. Trả mắt lại cho tao. Trả mắt lại cho tao. Má, tao nói mày tin chưa? Trời ơi, con ma. Con ma. Không lẽ trên cô Gia Lan là vết răng ma trong truyền thuyết? Cuộc sống tôi bình yên. Cuộc sống tôi bình yên. Tôi chỉ muốn hóa điên. Tôi chỉ muốn hóa điên. Chẳng lẽ bị quỷ cắn như vậy sao? Đôi tay vẫy tanh mùi máu chẳng thể rửa gội. Ôi ra như ngày nào. Ôi ra như ngày nào. Mình từng lạc lối tối. Hồi tối hôm qua anh gặp ma hay sao á? Lời nguyện nào cứ vui giáng xuyên vào. Lương tâm chẳng thể một giây thành thơ như ai. Là quá khứ đã xa. Là quá khứ đã xa. Là nghiệp đời tôi đã vậy. Dạo bức tranh của anh hả? Nếu có thể tôi muốn xin trở về. Để xóa hết quá khứ những tháng năm nỗi lòng. Thật tâm sám hối trước những nỗi đau trần gian. Nơi dấu chân của tôi. Cô ơi, để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời. Để được thanh thản con nắng sớm. Cô không thể để anh Đông Quân ở lại đây một mình nữa. Cô ơi, phải đưa anh về. Cô ơi, Bà Trâm, Bà Trâm, Bà Trâm, Bà Trâm, Bà Trâm.